Để thành danh thì trước hết phải thành nhân. Có những thứ chúng ta không trì hoãn, không bao giờ được trì hoãn việc báo hiếu. Thành nhân rồi mới thành danh. Giáo dục một con người là giáo dục đạo đức, giáo dục đức hạnh trong gia đình. Ăn cơm có tiền, điều món quà đầu tiên, quy ước lương đầu đời. Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện của Tần Nguyễn, tôi tự hào về cuộc đời của mình. Đồng lương đầu tiên trong cuộc đời của tôi kiếm được ở Sài Gòn, là tôi kịp mua cho ngoại tôi một cái khăn. Và cả đời tôi tự hào về điều đó. Khi mà tôi ra đi là ngoại tôi, khi năm tôi 17 tuổi tôi ra đi là ngoại tôi đã 80 tuổi rồi. Ngoại tôi 79, 80 tuổi rồi. Và ngoại tôi rất là yếu. Và cái đồng tiền đầu tiên trong cuộc đời Tần Nguyễn làm được là tôi dành dùng, tôi mua cái khăn để tặng cho bà ngoại. Đó là cái đẹp nhất. Nó không có bao nhiêu tiền nhưng nó làm cho trái tim của tôi ấm áp. Tôi cái lòng tôi mãn nguyện. Và tôi nói thật với các bạn, tôi cũng biết luôn là đó là lần cuối cùng tôi gặp ngoại tôi. Lần cuối cùng trong cuộc đời tôi gặp ngoại tôi, đó là ngày tôi ra đi vào Sài Gòn để tìm sự nghiệp. Tôi ra đi hơn một năm thì ngoại tôi mất. Và tôi cũng muốn cho các bạn làm được như vậy. Món quà đầu đời, những công việc đầu tiên tôi phải làm trong đời. Tôi biết rằng cái sự nghiệp của tôi, cái ngày tôi chạm đến sự nghiệp của tôi, nó tỷ lệ với cái tuổi thọ của ngoại tôi. Và tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn rằng cái có những thứ chúng ta không trì hoãn, không bao giờ được trì hoãn việc báo hiếu. Không bao giờ được trì hoãn việc báo hiếu. Tôi là một người đàn ông, tôi phong ba bão táp trong cuộc đời, tôi làm ăn, tôi chiến đấu với thiên hạ, nhưng trong gia đình tôi cực kỳ mềm yếu, tôi rất dễ rơi nước mắt và tôi không có hối tiếc về điều đó. Tôi sống rất tình cảm trong gia đình. Đồng lương đầu tiên trong cuộc đời tôi kiếm được, tôi mua cái khăn để tặng cho ngoại tôi, và tôi rất tự hào về điều đấy, và tôi muốn các bạn làm vậy.